Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Escadia TV và mình là Thanh Mai. Hiện giờ mình đang có mặt tại đỉnh bảng Bắc Ninh để chuẩn bị khám phá một điều vô cùng thú vị. Ngay sau đây xin mời mọi người cùng theo chân Thanh Mai vào bên trong để chúng ta khám phá điều đặc biệt ấy là gì nhé. Công trình này rất là đẹp, thực sự là không thể tin được sao lại có thể mô phỏng được như thật như thế này ạ. Ông ơi, ông có thể giới thiệu cho con xem đây là... Đây là ngôi nhà cổ của đồng bằng Bắc Bộ ngày xưa. Ông cha ta ngày xưa ở nhà như thế này. Đây còn là nhà năm gian đại khoa. Năm gian thì trong đó nó có ba gian giữa và hai gian buồng. Đấy gọi là năm gian đại khoa. Các cụ ngày xưa là nhà khá giả mới làm được cái nhà như thế này. Ngày xưa là cổ xưa là ông cha ông là có cái ngôi nhà như thế này. Sau cái thời kỳ Pháp là nó chiếm làng, nó phá hết. Thì bây giờ ông lại nhớ lại là ông làm lại cái nhà như nhà cổ nhà mình ngày xưa. Dạ. Để tái hiện lại là ngày xưa ông cha ta ở như thế nào. Để cho các con cháu thầy là biết được là ông bà mình ngày xưa là ở nhà như thế nào. Tên gọi chung thì nó là nhà cổ đồng bằng Bắc Bộ. Nhà cổ đồng bằng Bắc Bộ. Đấy. Thế nhưng mà cái tên riêng của nó thì đây gọi là năm gian đại khoa. Năm gian đại khoa. Năm gian đại khoa có nghĩa là ba gian giữa và hai bên cạnh là có hai gian buồng. Vâng. Đấy gọi là năm gian đại khoa. Đấy. Thế trong mô hình nhà cổ Bắc Bộ ấy ạ, thì người ta có phân ra là bao nhiêu loại ạ? Cái này là Bắc Bộ ngày xưa nếu như là nhà khá giả thì làm được nhà đại khoa năm gian là tất cả khung bằng gỗ. Nếu mà nhà khá giả nhiều, nhà giàu thì làm bằng gỗ lim. Gỗ lim. Còn nếu nhà mà trung nông thì làm bằng gỗ xoan. Gỗ xoan. Nó giá tiền hơn. Vâng. Nhưng mà lim thì là nó sẽ đắt tiền hơn. Dạ. Đấy. Thế còn cái nhà mà nhà nghèo thì thường người ta làm là ba gian hai trái, bộ khung của nó là bằng tre. À. Bằng tre, hoành dui tre. Còn đây là nhà này nhà năm gian đại khoa làm gỗ lim, hoàn toàn gỗ lim. Thế về kích thước là sân phải rộng bao nhiêu? Cái đấy là nó không có quy chuẩn. À, cái đấy là tùy từng điều kiện của đất của từng nhà mà người ta để sân rộng hay hẹp. Thông thường là người ta làm sân là rộng để là chỗ để phơi phóng thóc lúa ngày xưa. À, vâng. Đấy. Thế còn hai gian nhỏ nhỏ này? Hai gian là nhỏ này thì một bên này là khu chăn nuôi. Khu chăn nuôi. Khu chăn nuôi thì là gồm có cái chuồng trâu. Vâng. Chuồng lợn ở giữa. Vâng. Và một bên là nhà vệ sinh. Dạ. Và bây giờ người ta gọi là toilet. Đấy. Còn bên kia còn bên kia là này... con đoán là bếp. Đúng rồi. Và khu chắc là có một cái cối gì đó là gọi đấy là xây là xác gì cối đó. Xay lúa và cối giã gạo. À cối xay lúa và cối giã gạo. Ông ơi, đấy. có phải có một quy tắc quy chuẩn là nhà vệ sinh và chăn nuôi là phải ở bên này, còn bếp phải ở bên kia không, hay là thích thì đặt đâu cũng cái này là nó là bao giờ ông vậy, cái khu chăn nuôi thì nó khu là khu ở bên gần cổng. À để đi ra cho dễ đúng không? Châu ra thất châu vào đi là nó không bị bẩn rộng rã, nó không bẩn nhiều. Còn bên kia là nhà bếp thì là gần cái khu là giếng nước. Giếng nước để rửa tiện, đồ. Bên này là rửa tắm rửa đồng thời là nấu nướng thì là có tiện nước ở gần đấy. À, đấy. À,
cứ hiểu nôm na là ví dụ nhà có cỗ đi. Rồi. Là mang ra đấy rửa bát là cho tiện đúng, đúng không ạ? Rồi. Vâng. Và đây là có cả cái bể cuốn tàu vò, ngày xưa các cụ làm bể để hứng nước mưa, không? Cái bể cuốn tàu vò. À đây con này có một cái cuốn tàu vò này là bể cổ ngày xưa. À, vâng. Cái đấy bể đấy là dùng cho các cụ ngày xưa là dùng để chứa nước mưa từ cái mái ngói này xuống máng, vâng. Máng chảy vào bể và đấy để pha nước chè uống. Sau khi mà ông làm cái nhà cổ xong thì nghĩ ngay đến việc mà muốn làm một cái gì đó nữa để cho nó có cái dấu ấn về cái tiêu cảnh, thì ông nghĩ ngay đến cái chùa Một Cột và đã sang tận Hà Nội để vào cái phố chùa Một Cột, vào tận chùa để chụp ảnh và đo kích thước của tổng thể của cái chùa và về để thu nhỏ lại. Sau khi về bắt đầu là khởi hành làm đến khi mà dựng cái bộ khung bằng gỗ mà đã hoàn chỉnh, gần hoàn chỉnh rồi thì mắc ở một số điểm ở cái nóc không làm nổi. Cái bắt nóc ở cái trên này là không biết làm một cách nào, là phải sang tận Hà Nội rồi lại lần nữa sang tận nơi để đo và chụp ảnh lại cái đấy. Vâng. Về nhà ông mới làm được cái bộ khung chùa, bộ khung Hà Nội, khung gỗ Hà Nội. Sau đó thì là bắt đầu là ông đi đến bước thứ hai là làm ngói để lập cái mái chùa. Làm ngói mái chùa thì ông đã làm cái ngói là về nhà đúc cái khuôn, làm cái khuôn bằng thép để làm lấy đất về, trong đó là nọc đất và đóng ngói và nung thành ngói để lập lên cái chùa này. Kể cả các cái con rồng, con phượng ở trên nóc nào cũng dùng bằng đất để nặn, sau đó là nung lên thành nó được như thế nào. Ông ơi, ông có nhớ chính xác là trên mái này có bao nhiêu viên trên ngói? Viên ngói lên cái chùa này vào tầm độ là 1.600 viên ngói. 1.600 viên ngói thì làm ra một cái chùa mái này, ngói như thế này. Mái ngói này. Đó. Rất kỳ công. Thế còn trong cái chùa này là ông thu nhỏ này là 1/10 của cái thực tế, cái nền của cái sàn chùa, cái sàn này là của nó là 4 mét thì ông nên là làm 40 phân, tức là thu nào thu nhỏ 1/10. Riêng cái bể này là không thu nhỏ 1/10 được vì lý do là cái cổng của nhà mình là nó hẹp, nếu mà làm mà lớn bằng tỷ lệ của nó thì cái này nó phải là 2,5 mét. Và cái chiều này phải nói là 1,7 mét thì là đúng đủ tỷ lệ của nó, nhưng vì là ra khỏi cổng là không ra nổi cho nên là phải làm nhỏ bớt đi. Vâng. Thì cái tỷ lệ của cái khung chùa xuống đây là với cái ao này là nó sẽ không được đúng đấy. Thế còn là còn tất cả mọi cái theo như cái cột này và cái bông sen này nhá, thì ở ngoài Hà Nội tức là ở chùa thật như thế nào ông làm đúng như thế, mà cái mà khó khăn nhất để làm được cái này là cái lắp ráp được cái bộ khung này. Khung này là cái mà khó khăn nhất. Cái này là phải bao nhiêu đêm mất ngủ mới tìm ra được cái phương án để làm được cái này. Khó khăn như thế nào ông có thể chia sẻ? Đấy. Cái mà để mà đúc được, để nó qua được cái này, để bằng gỗ mà nó lại ăn từ ở trong cột này nó ăn ra và làm mộng như thế này. Đấy. Mộng mạng đúng như ngoài kia thế nào là làm đúng như thế. Thật ngoài kia thế nào làm đúng như thế. Và để được cái cân bằng của cái này, mỗi một khung này là cả một cái quá trình là vất vả, đổ bằng xi măng đấy. Những cái này mà những thợ nề chính cống bỏ ra làm này là cũng không nghĩ cách làm như thế nào. Cái khó khăn nhất là cái mà đổ được nó để qua được cái xuyên qua cái này sang bên kia để thành được cái bộ khung này. Vâng ạ. Đúng cái cánh sen này, đây là người ta gọi là chùa Diên Hiệu. Vâng, chùa Diên Hiệu. Hay là gọi là Liên Hoa Tự. Vâng ạ. Niên tức là sen, Liên Hoa Tự đấy. Cái này. Từng cái lan can này cũng là mình tự tay tự làm hết. Vâng, đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà riêng cái này thì là ông là lấy từ cái hạt của cái mảnh trúc kia kìa. À. Cho vào đây. Vâng. Cái đó đi tiện cũng được. Vâng ạ. Nhưng các cột này là ông phải đi tiện đấy đây này. À. Tự tay đi tiện. Vâng ạ. Có một chú em nó nằm thợ sửa chữa xe máy, nó có máy tiện. Ông được mua mang gỗ về nhà nên đấy là ông tiện cái này tiện đấy hết đấy. Mất rất nhiều công tiện cái này. Vâng ạ. Thế còn trong này là mình trồng trồng sen, trồng súng. Rất tiếc bây giờ là sen nó không nở mà súng nở thì rất là đẹp.
cái hai thực cảnh của ông làm ấy, thì ông tâm đắc nhất là cái nhà cổ. Mà cái nhà cổ ngày xưa bây giờ còn rất là ít. Thì muốn giữ lại cái nét văn hóa của ông cha ta ngày xưa là cái thực cảnh nhà cổ Bắc Bộ. Trong quá trình làm cái này thì ông có một cái là một cái suy nghĩ là làm thế nào để nó thật giống mà lại thật như là nhà thật. Thì đấy mới là điều mà mong muốn. Bây giờ là cái nhà cổ bây giờ là còn trong làng còn rất ít, thì ông đã phải đến một cái nhà để đo lại cái chiều cao của từ mặt đất, mặt nền nhà đến quá gian là bao nhiêu, và cái gian rộng là bao nhiêu, và cái góc độ của mái là bao nhiêu. Từ đó ông về ông mới lại vẽ lại trên bản vẽ, và sau đó làm theo đúng như cái bản vẽ của mình nghĩ ra. Đấy, phải vẽ ra bản vẽ thì là bây giờ mới bắt đầu thi công. Đấy, từ đấy mà nó quyết tâm là làm sao mà đạt được cái nhà, cái tiểu cảnh mà thật là nghĩa là chuẩn về mặt tỷ lệ và đẹp về mặt kỹ thuật. Thế là buổi tối thì là ông đóng gạch, đóng ngói xong rồi là phơi khô được, xong rồi là thì là nung thành công được cái ngói, cái nào mới là cái sung sướng đấy. Mà cái sung sướng là nung được cái ngói, cái gạch đấy để nó khác người ở chỗ là người ta làm thông thường là người ta là cả một cái phên bằng xi măng, người ta khứa xong người ta bôi màu để cho nó tạo cái màu ngói. Còn ông làm thì phải làm bằng thật, nghĩa là nung ngói thật và nung ra đạt yêu cầu. Mà như ngói thật kể từ cái viên ngói bò và cái viên ngói mũi. Ngói mũi thì trước đây làm bằng tay thì nó sẽ không có hoa văn, sau này là làm bằng khuôn thì bắt đầu là sẽ đục hoa văn để làm cái để cho cái ra là cái viên ngói mũi, người ta gọi là ngói mũi. Ngói mũi thì là ngói mũi này có cái hoa văn lá đề, thì đấy mới là ngói cổ. Sau khi làm xong cái nhà cổ thì ông có nghĩ đến làm cái chùa một cột. Xuất phát từ chỗ là cái chùa một cột đấy là xây dựng vào thời Lý, mà đất Đình Bảng này là cái đất mà thờ 80 ngôi nhà Lý. Mà ông là người mà đã trực đền thì đã biết được cái chùa một cột là được xây dựng từ đời Lý Thánh Tông, cho nên là ông muốn là được giữ lại cái nét văn hóa của độc đáo của Việt Nam là cái chùa một cột. Nên ông đã quyết tâm là làm lại cái chùa một, làm cái chùa một cột, làm tiểu cảnh và bằng mọi giá là làm cái chùa đó thật đẹp. Do đó mà ông đã cất công sang tận Hà Nội để đo cái chùa đấy, xong đó về nhà thui nhỏ lại làm tỷ lệ để làm cái chùa, và đã thành công cái chùa. Thế là đối với ông thì là về tuổi già thì cũng tìm được một cái niềm vui cho mình rất hợp lý, mà cho nó vừa có cái nét gì đó nó thanh tao, thì cho nên là cũng tìm cách để mà làm những cái tiểu cảnh để cho nó vui và về cuối đời để giữ lại cái nét văn hóa của ngày xưa của các cụ ông cha ta như thế nào là ông làm lại như thế. Và muốn giữ làm cái chùa một cột cũng là để giữ lại cái nét văn hóa là độc đáo của Việt Nam. Mọi cái thành công đều bằng cái sự là quyết tâm đấy, là sẽ thành công. Thế là các con cháu nhìn thấy làm được như này thì tức là nó cũng phải suy nghĩ rằng là cái việc gì cũng có thể làm được nếu như đã quyết tâm. Thế còn bây giờ thì là ông thấy sức khỏe tuổi đã yếu rồi thì bây giờ nó chuyển sang để chơi phong lan để cho nó thư thái, để cái tuổi già nó được cái có cái thư giãn. Mà cũng vẫn là bạn bè nhiều, là ông đã rủ một vài người cũng để là đi vào cái ngành chơi lan cho nó vui, bây giờ thêm bạn thêm bè rất là đông vui. Dạ, chúng cháu xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ vô cùng bổ ích và quý báu vừa rồi.